Xin kính chào quý vị đang xem kênh Đồ Xưa Mê Công. Em tên Lộc, em ở khu vực 14, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay em có một số đồ gốm, đồ gỗ muốn được giao lưu quý vị. Và những dòng sản phẩm trong video này em đều bao ship hết trơn cho quý vị nha quý vị. Và em giao lưu quý vị giá thơm như là hoa sứ nhà nàng nha. Trước tiên thì mời quý vị xem một cái giường. Một cái giường phương lười nha quý vị, chạm lộng rất là đẹp nha. Đây mời quý vị xem. Cái tích chính giữa là bát tiên nha quý vị. Xung quanh thì có minh văn nha, giống như là một cái câu thơ nha quý vị. Và hai bên đây là cổ đầu thư nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Bây giờ em mời quý vị xem cái phương lười này. Anh làm ơn lại quay cái mặt phương lười này cho quý vị xem giùm em. Chiều sâu vô là 92 nha. Sâu vô có cái phương lười này là 92. Cao từ cái mặt gạch lên tới cái phương lười là 50 nha quý vị. Tới cái sàn nằm là 50 nha. Và đo tới cái mà mặt tròn. Mặt tròn để mà mình gác cái đầu lên mình nằm hoặc là gác tay cũng được nha quý vị. Là 66 nha. Và ngang của cái phần tròn là 13 nha quý vị. Độ dày của cái mặt trên là nó là 3 phân nha quý vị. 3 phân rưỡi luôn nha quý vị. Rất là dày nha. Và cái phần khung á, là cái chân á, là gần 10 phân nha quý vị. Quá dày nha quý vị. Ngang á, là 3 phân rưỡi. Cái giường này về thì quý vị nằm nghỉ ngơi đồ. Trong những cái ngày mà mình mệt mỏi là cũng rất là ngon lành nha quý vị. Vâng vâng anh. Để em đo cái chiều dài cho quý vị xem. Đây mời quý vị xem. Chiều dài là gần 2 mét nha quý vị. 1m95 nha. Gần 2 mét đúng nha quý vị. Một cái giường phương lười nha. Em xin giao lưu quý vị một con số tài để về quý vị làm ăn cũng phát tài nha. 39 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Ở đây thì có độ hao mòn theo thời gian là nó hơi bị chốc một chút xíu cái ốc nha. Đây. Đây mời quý vị xem. Em về thì sưu tập trong nhà xưa thì em vẫn giữ nguyên nha quý vị. Không có mặt ni hay BU gì lại nha. Rất là đẹp như vậy. Một con số tài về cho quý vị làm ăn phát tài nha. 39 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Những cái mà ngày mà mình rảnh rang mình nằm nghỉ ngơi thì cũng ngon lành như vậy. Cái phòng tròn này mình có thể kê cái cổ là mình nằm được thoải mái nha quý vị. Hoặc là mình nằm cái chính giữa này thì cũng là hai người nha. Xem tivi rồi cũng ngon lành nha quý vị. Đây. Anh thấy cái con ốc là nổi vâng lên là rất đẹp nha. Đây mời quý vị xem. Em giao lưu quý vị với giá 39 triệu một con số tài. Cho quý vị về làm ăn phát tài và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Ở dưới đây thì chạm lộng rất là đẹp nha. Tỉ mỉ nha. Hoàn toàn là thủ công tay hết nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Đây. Cái chỗ này thì di dời tới lui thì nó có chốc nhẹ nha. Không đáng kể nha quý vị. Đây. Còn từ cái mặt diêm. Mặt diêm giữa đo lên tới ngay chân chỗ cái mặt nằm á, là nó là 17 rưỡi nha quý vị. Và cái diêm mà sát cái chân chỗ cái chân á, là nó là 32 rưỡi nha. Và phần sau em cũng xin phép được đo phần sau cho quý vị xem. Từ cái mặt nằm mà đo tới cái mặt tròn giữa bát viên du sưng là 60 nha quý vị. Cái này về thì quý vị xài sử dụng là ngon lành nha quý vị. Còn từ cái mặt gạch đo lên tới là 1m11 nha quý vị. Đây mời quý vị xem. 1m11 nha. 111 nha quý vị. Đây. Ở sau thì bắt rất là chắc chắn nha. Đây mời quý vị xem. Phần đồ gác kê đồ cũng ngon lành nha quý vị. Mấy cái đố đồ rất dày nha. Dạ. Em giao lưu một con số tài về cho quý vị làm ăn phát tài nha. 39 triệu. Và cái tiếp theo mời quý vị xem. Một bộ bàn. Một bộ bàn gỗ chắc. Đôn trống nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Đây. Một bộ bàn gỗ chắc đôn trống nha. Mặt thì mặt tròn như vậy. Chạm lộng là có cái tích là phu thê viên mãn nha. Và bên đây thì có là một cái hồ sen. Và những con hạt nha quý vị. Dạ cái này là 6 đôn anh. Dạ 6 đôn ngồi rất là ngon lành chắc chắn nha. Đây 6 đôn. Dạ dạ dạ. Chiều dài của mặt bàn tròn này là
Phủ bì là 90 nha quý vị. Chiều dài của mặt bằng tròn là phủ bì là nó là 94 nha. Còn lọt lòng là nó là 91 nha quý vị. 92 nha, chuẩn hơn là 92 nha. Và chiều cao, cao lên là 69 nha quý vị. Gần 70 nha. Và cái phần mắt che để mà kê cái chân, để mà làm cái khung bàn là nó là 9 phân nha quý vị. Chiều ngang là 9 phân nha. Và độ dày là 3 phân nha quý vị. Phần lọng của nó là 42 nha. Từ dìm đo lên tới mặt là nó là 13 nha quý vị. Một bộ bàn gồm 6 đôn, đôn ngồi và một cái bàn tròn, mắt che hoàn toàn là gỗ chắc. Em xin giao lưu quý vị với giá là 39 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Rất đẹp nha. Đây. Đó, anh xem đi, rất là đẹp nha. Chạm lọng rất là đẹp nha, tỉ mỉ nha. Cái đuôi của cái cặp công này thì rất là sáng bóng nha. Rất đẹp nha quý vị. Em giao lưu quý vị một con số tài luôn nha. Về thì cho quý vị làm ăn phát tài, phát đạt nha. 39 triệu. Em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Gỗ chắc nha quý vị. Về xài tốt, ngon lành nha quý vị. Bày trí trong nhà đồ để dành thưởng trà hoặc là dùng cơm hay là mời bạn bè đồ lại nhà dùng trà đồ cũng rất là ngon lành nha quý vị. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số cái đôn cho quý vị xem. Mặt đôn là 31 nha. Và cao lên, chiều cao lên là 44 nha quý vị. Và phần lọng của mắt che là 7 phân nha. Độ dày của đôn là phần dày của cái mắt che là 3 phân nha quý vị. Đây, anh quay ở dưới cho quý vị xem giùm em đi. Nó có bố trí là 6 cái con này là ếch chuồng nha. 1, 2, 3, 5 cái nha quý vị, xin lỗi quý em nói lộn nha. 5 cái ếch chuồng, gỗ chắc nha, chạm lọng tỉ mỉ nha quý vị. 39 triệu giá đó thì cũng giá yêu thương nha quý vị. Về là xài tốt, ngon lành nha. Hoàn toàn thủ công nha quý vị. Đây, mời quý vị xem. Quý vị nhớ xem kênh Đồ Xưa Mấy Công, đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và những dòng sản phẩm trong cái video của Đại Lộc thì em đều bao ship hết trơn cho quý vị nha quý vị. Và em giao lưu quý vị giá thơm như là hoa sứ nhà này nha. Bây giờ anh qua đây anh quay 4 cái đôn nữa, 4 cái đôn nữa cho quý vị xem giùm em đi. Đây, trên mặt nha, trên mặt chạm hoa hồng rồi rất là tỉ mỉ nha anh. Đây, rất là đẹp nha. Sáng bóng nổi rồi vân lên rồi rất là đẹp nha. Hoàn toàn gỗ chắc. Một bộ em bao phí ship cho quý vị luôn với giá 39 triệu. Một con số tài cho quý vị về là mang phát tài nha quý vị. Và bây giờ thì em mời quý vị xem. Một cái dĩa là một người đẹp nha. 10 cái là 10 người đẹp. Mỹ nhân của Trung Quốc xưa nha quý vị. Đây mời quý vị xem. 10 cái dĩa này dòng gốm tàu hàng không số tuổi nha quý vị. Đường kính mặt là 15,5 nha. Em xin giao lưu quý vị với giá là 2 triệu. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Đây. Vậy thì quý vị xài tốt nha. Chân trái cây. Mỗi cái tích khác nhau. Và mỗi tích là một người đẹp anh. 10 người đẹp của Trung Quốc xưa. Đây, mỹ nhân nha, dòng gốm tàu hàng không số tuổi. Em giao lưu quý vị một chục cái này là 2 triệu nha. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Lành tích nha quý vị. Đây, mời quý vị xem. Rất đẹp nha. Rồi, bây giờ em mời quý vị xem. Một đôi trò. Đây, chất liệu là gỗ gõ nha. Mỗi cái trò như vậy thì em giao lưu quý vị với giá là 2 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn. Hoàn toàn là xài mỏng nha quý vị. Em không gáp vô một cái này để cho quý vị xem nha. Hoàn toàn xài mỏng hết nha quý vị. Một cái trò như vậy thì em giao lưu quý vị với giá là 2 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Ngang là 10 nha quý vị. Và cao lên, cao lên là 39,5 nha. Và cái khung trò thì nó là 6 nha quý vị. Chiều dài của cái lỗi trò là 20 nha. Còn độ dày của cái lỗi trò là nó là 6,5 luôn nha quý vị. Độ chuẩn hơn là 6,5 nha. Đây, hoàn toàn là xài lỏng, xài mỏng hết anh. Dạ, xài mỏng hết. Vậy thì mình để dĩa lên chân trái cây. Trên, dạ, cái này thì em không gáp lại, em để cho quý vị xem. Là cái này là xài mỏng hết.
không có đinh hay là keo gì trong đó hết, hoàn toàn là xài mộng nha. À, mỗi cái thì em giao lưu quý vị với giá là 2 triệu, cặp này là 4 triệu, em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Bây giờ thì em mời quý vị xem một đôi đào tiên bình rượu nha. Ở dưới thì có một chôn 4 chữ nha. Đôi đào này về thì quý vị xài để mà chân đề co hay là vô rượu đồ cũng được nha quý vị. Em giao lưu cặp này với giá là 700.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Đây, dòng gốm tàu hàng không sâu tuổi nha quý vị. Ngang là 15 nha. Và cao lên là gần 20 nha. Đây, ở dưới thì một chôn 4 chữ nha. Đây, 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 đây. Anh quay giùm em đây. Lành tích nha quý vị. Đào tiên nha quý vị. Về chân đề co, chơi tiêu bản hay là sử dụng đều được nha quý vị. Ngon lành nha. Một đôi nha. Và em mời quý vị xem một cái bình trà thầu. Trà vuông nha. Bình trà này thì em xin giao lưu quý vị với giá là 1.800.000. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Trà vuông nha, tích này là tích người nha. Đây, vẫn có đào tiên đó nha quý vị. Ở dưới thì một chôn 4 chữ nha. Em có xin phép quý vị được đo đường kính cái bình trà này cho quý vị xem. Từ quay cho tới vòi là 13.5 nha quý vị. Cao lên là 11 nha. Phần vuông của cái bình là 9 nha. Đây, ở dưới có mộc nha. Trên nắp thì nó có bố trí cái này là làm cái tay cầm nha. Em mời quý vị xem. Ở sau thì có minh văn 4 chữ này nha quý vị. Về xài ngon lành nha. Em giao lưu quý vị với giá 1.800.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Em mời quý vị xem một cái bình trà mỹ nhân nha, thập nhị mỹ nhân. Bình trà này thì hàng này là không sâu tuổi nha quý vị, dòng gốm tàu nha. Bình trà này thì em giao lưu quý vị với giá là 800.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Dán giống như là cái ấm nha, về xài ngon lành nha. Từ quay cho tới vòi là 17 nha quý vị. Và cao lên là 12 nha. Cao lên là 12. Phần chôm của cái bình là 14 nha quý vị. Đây 14 nha. 12 người đẹp của Trung Quốc nha quý vị, Trung Quốc xưa nha. Dòng gốm tàu hàng không sâu tuổi, em giao lưu quý vị với giá là 800.000. Em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Cái bình trà này làm tựa như cái ấm trà nha quý vị. Và sau đây thì em mời quý vị xem một đôi tỳ hưu. Tỳ hưu này là tỳ hưu gót rượu nha quý vị. Ở dưới thì có một chôn 4 chữ nha. Đây mời quý vị xem. Cái này thì nó có độ sờn nha quý vị, sờn dưới đế không đáng kể nha. Đôi tỳ hưu này thì em giao lưu quý vị với giá là 700.000. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Một đôi nha. Trên nắp nó thì có những cái bước răng bằng nhựa để mà dặn cho nó cứng nha. Cao lên là 20 nha quý vị. Cao lên là 20 và chiều ngang là 11 nha. Và độ sâu của cái đế tỳ hưu là 7.5 nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Một đôi nha, và giống nhau luôn anh. Về xài tốt nha. Đây bây giờ anh quay cái bộ tách cho quý vị xem giùm em đi. Một cái bộ tách. Một bộ tách men sứ nha quý vị, rất đẹp nha. Dạ dạ dạ. Bộ tách nó về thì xài tốt nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Về thì xài ngon lành nha. Một bộ tách này là em giao lưu quý vị với giá là 4.200.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Vẽ vàng nha quý vị, đây mời quý vị xem. Tách này là 2, 4, 6 cái tách 6 dĩa nha quý vị. Đường kính mặt tách là 9 nha. Và từ quay cho tới mà cái vành miệng là nó là gần 11 nha quý vị. Đây, vẽ vàng nha. Còn bố trí trên đây là in những cái bông rất đẹp nha quý vị. Tách thì cũng mang như phong cách châu Âu nha quý vị. Và đây là cái dĩa nha, dĩa lót tách nha. Đây anh quay kỹ cho quý vị xem giùm em nha. Ở dưới thì hoàn toàn là vẽ vàng hết nha. Mang phong cách châu Âu rất đẹp nha quý vị. Đường kính mặt dĩa là 14 nha quý vị. Lành tích nha quý vị, về xài tốt nha. Em giao lưu quý vị với giá là 4.200.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị.
Đây mọi người xem, đây là cái bình trà nha. Bình trà này thể tích nước là nửa lít nha quý vị. Ở dưới thì vẫn vẻ vàng nha. Đây mọi người xem, rất đẹp nha quý vị. Bình trà này về thì quý vị sử dụng xài đồ ngon lành nha. Mời khách lại nhà đãi trà hoặc là đãi tiệc đồ thì vẫn sử dụng tốt nha quý vị. Chơi tiêu bản hay là xài đồ ngon lành nha. Từ quay cho tới vòi là 20 nha quý vị. Và cao lên tới phần mà chóp nắp ở trên là 13 rưỡi nha. Lọt lòng của cái miệng bình là 8 rưỡi nha quý vị. Phủ bì là 8 rưỡi gần 9 nha. Lọt lòng là 6 nha quý vị, gần 6 nha. Thể tích nước là nửa lít nha quý vị. Dạ dạ, 4 triệu 2 anh, 4 triệu 2. Dạ 4 triệu 2 em bao phí ship cho quý vị luôn. Dạ. Nói chung thì đồ nào em sưu tập giá mềm thì em giao lưu giá mềm, còn giá mà hơi cao cao thì em cũng trung bình thôi anh. Để mà mình được giao lưu quý vị, mỗi món đồ gốm đồ về xài chân đề co tiêu bản đồ chơi cũng rất đẹp. Và bây giờ thêm mời quý vị xem hai cái chung sâm. Hai cái chung sâm và hai cái dĩa nha quý vị. Đôi chung sâm này dòng gốm tàu hàng không sâu tuổi nha quý vị. Em giao lưu quý vị với giá là 900 nghìn và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Dạ, tập luôn anh. Gồng 5 móng tích là sông Long dần trái châu nha. Đây mời quý vị xem. Em xin phép quý vị được đo đường kính cái đôi chung sâm này cho quý vị xem. Mặt là 10.5 nha. Miệng chung là 10.5. Cao lên là 6.5 nha. Phần dĩa lót là 11 nha. Men này là men thấu quang nha quý vị. Men sữa thấu quang nha. Phần nắp là 9.5 luôn nha. Đây. Lành tích về xài tốt nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Một đôi chung sâm tàu nha. Dòng gốm tàu hàng không số tuổi nha quý vị. Và em mời quý vị xem hai cái bát điếu nha. Bát điếu con ngựa này thì em giao lưu quý vị với giá là 500 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Đây, dấu men đạn của thời gian rất đẹp nha. Cái điếu thì cũng bằng đồng. À, cái lõi này cũng là bằng đồng nha quý vị. Em cũng xin phép quý vị được đo đường kính cái điếu chú ngựa này cho quý vị xem. Cao lên là 12 nha. Và dài là 12.5 nha. Và phần dày sâu vô của gốm là 5 nha quý vị. Cái bắt điếu chú ngựa này thì em xin giao lưu quý vị với giá là 500 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Và cái tiếp theo mời quý vị xem một cái bộ bát điếu. Bát điếu này thì cái tích là Long Phụng nha. Long Phụng dần bát quái nha quý vị. Đây mời quý vị xem, ở dưới thì có hiệu đề 4 chữ nha. Em giao lưu quý vị với giá là 700 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Cái mặt của cái bát là 11.5 nha. Cao lên là 7 nha quý vị. Và cái phần điếu là chiều ngang là 6.5. Cao lên là 7 nha. Đây mời quý vị xem. Một bộ như vậy thì em giao lưu quý vị với giá là 700 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Còn cây điếu là 14 nha quý vị. Đây mời quý vị xem một bộ bát điếu nha. Về thì chơi tiêu bản hay sử dụng đều ngon lành nha quý vị. Bây giờ thì em mời quý vị xem một cái gối. Đây. Một cái gối màu. Em nó thì là cũng có độ hao mòn theo thời gian là bị chày thôi nha quý vị. Nhưng mà vẫn còn đẹp nha quý vị. Gối này là gối bắt mạch của người lương y nha quý vị. Chiều cao của cái gối là 11.5 nha. Ngang là 14 nha quý vị. Và độ dày của gốm là 6 phân nha quý vị. Dày là 6 nha. Đây, ở bên này thì có hiệu đề 2 chữ nha. Còn ở xung quanh này thì bố trí những cái cánh bườm và sơn thủy hữu tình nha quý vị. Có mặt trời nữa nha. Đây mời quý vị xem. Em xin giao lưu quý vị với giá là 2 triệu 300 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Bữa nay thì em cũng có thanh lý một số đồ nên cái clip hơi dài thì quý vị cũng gắng thông cảm xem hết giùm em nha quý vị. Em mời quý vị xem một cái bộ trà tử sa. Gốm tử sa tích lầu hoa hướng dương nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Còn cái khung bình thì làm giống như là một cái búp sen nha. Ở dưới thì có hiệu đề 4 chữ nha. Đây. Dòng gốm tử sa nha quý vị. Hàng này không sâu tuổi nha. Cái chung thì ở trong là có mà chán một cái lớp men bóng nha. Ở ngoài thì dòng gốm tử sa. Đây. Một cái bộ trà 4 cái chung. Em xin giao lưu quý vị với giá là 500 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Phần chung là 4.5 nha. Cao lên là gần 3 nha. 4 cái kích cỡ bằng nhau nha quý vị. Em xin đo đại diện một cái thôi nha. Còn từ cái chóp của cái nắp bình đo xuống tới cái thân bình là 9.5 nha quý vị. Chiều ngang là 14 nha, 14.5 nha, 14.5 nha quý vị.
Thể tích nước thì có khoảng chừng 1 xị rưỡi thôi nha vậy, không tới 2 xị nha. Chưa được nửa lít nước nha vậy. Nhưng mà về thì mình vẫn sử dụng tốt nha. Đây, cái chỗ này thì nữa mình cuộn cái cọng dây chỉ thì mình thắt cút lại là mình làm cho cái cọng dây đừng có cho nó rơi cái nắp nó vỡ nha vậy. Xài tốt ngon lành nha. 4 chung 1 bình em xin giao lưu quý vị với giá là 500 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Bây giờ tiếp tục lên mình xài cho quý vị xem đi ha. Bây giờ thì một cái bình dòng gốm tàu tích là sơn thủy nha. Ở dưới thì cũng có một chôn nha. Một bình 4 chung nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Chung này là thấu quang nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Một bình 4 chung. Em xin giao lưu quý vị với giá là 600 nghìn và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Ngang miệng bình là gần 6, ngang miệng chung là gần 6 rưỡi nha, xin lỗi quý vị em nói lộn nha. Và cao lên là 4 nha. Đây. Men này là thấu quang nha quý vị. Ở dưới thì có một chôn 4 chữ nha. Tích là sơn thủy hữu tình nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Có hiệu đề nữa nha. Đây mời quý vị xem 4 cái chung lành tích nha quý vị. Cái bình này thể tích nước là gần 1 lít nha quý vị. Về xài tốt nha. Đây, mời quý vị xem. Dòng gốm tàu hàng không sâu tuổi như vậy nhưng mà về xài ngon lành nha. Từ quay cho tới vòi là 17 nha quý vị. Và cao lên cái thân bình á là 10.5 nha. Còn tới cái chóp ở trên á là nó là 11.5 nha quý vị. Đây, mời quý vị xem. 600 nghìn em xin giao lưu với quý vị với giá 600 nghìn nha. Về xài ngon lành nha quý vị. Bây giờ thì em mời quý vị xem một cái bộ trà. Bộ trà này là cúc dây nha quý vị. Vẫn là dòng gốm tàu hàng không sâu tuổi nha. Đây mời quý vị xem. Em xin giao lưu quý vị với giá là 500 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Phần chung là 5 nha. Và cao lên là 4 nha. Cái bình là từ quay cho tới vòi là 19 nha quý vị. Cao lên từ cái chóp xuống tới cái thân bình là 11.5 nha quý vị. Thể tích nước là nửa lít nha. Phần nắp là 6.5 nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Cúc dây nha, về vẫn sử dụng tốt. Ở dưới thì có cái hiệu là Made in China nha quý vị. Còn đây là 4 cái chung nha. Ở dưới thì cũng có mộc nha. Một bộ bình 4 chung và một cái bình thì em xin giao lưu quý vị với giá là 500 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Em mời quý vị xem. Một cái bình, bình cúp tích châu Âu nha quý vị. Một đôi tình nhân âu yếm với nhau nha. Ở trên giữa này nó có bị sờ một cái bông không đáng kể như vậy. Em thanh lý cái bình này cho quý vị với giá là 850 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Thấu quang nha quý vị. Phần cái miệng bình á là 13 nha. Và cao lên là 35 nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Rất đẹp nha. Ở dưới thì có hiệu lò nha quý vị. Cha ban nha. Da băng nha quý vị. Nhưng mà vẽ là tích châu Âu nha. Làm cái dáng châu Âu. Bình này là thấu quang nha quý vị. Em giao lưu quý vị với giá là 850 nghìn. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Và kế tiếp thì em mời quý vị xem. Một cái bình dáng cúp như vậy. Có nắp luôn nha quý vị. Vẫn là tích châu Âu nha. Em giao lưu quý vị 1.800.000. Và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Đây mời quý vị xem. Đây à, tích châu Âu xưa nha. Dạ à, một tích hả anh? Một tích làm hai mặt anh. Bố trí là phần trên là đắp nổi những cái bông rất đẹp nha. Đây mời quý vị xem. Phần nắp này thì cũng là bông hoa viền rồi rất đẹp nha. Men rất là sáng bóng nha. Cái này về thì chơi tiêu bản đồ, chân đề co đồ, hay cặm bông rồi ngon lành nha. Từ phần chân đo lên tới cái chóp ở trên là nó là 47.5 nha quý vị. Và ngang quay này sang quay kia là 26 nha. Và cái phần miệng bình nó là 13.5 nha quý vị. 3.5 nha. Đây, rất là sáng bóng nha, đẹp nha. Em giao lưu quý vị với giá là 1.800.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Đây, mời quý vị xem. Bố trí hoa văn đồ rất là đẹp nha quý vị. Sáng bóng nha. Vậy thì quý vị chơi tiêu bản hay chân đề co hay sử dụng đồ ngon lành nha quý vị. Em giao lưu quý vị với giá là 1.800.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Và cái tiếp thì vẫn là cái dòng gốm tích châu Âu nha quý vị. Đây mời quý vị xem, hai cái tách và hai cái dĩa nha. Giờ mình
quay ngồi đi cho quý vị xem tường tận hơn. Đây, dưới thì có hiệu đề 4 chữ nha. Một cái nàng này rất là xinh xắn nha quý vị. Đây mời quý vị xem, đang xem một cái cuốn sách nha. Em giao lưu quý vị với giá là 1 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Và đây là phần dĩa nha. Ở dưới thì vẫn có một chôn 4 chữ nha quý vị. Em quý phép quý vị được đo đường kính cái cặp tách và dĩa này cho quý vị xem. Miệng tách là 10 nha quý vị. Và từ cái miệng tách đo tới cái quai luôn là 13 nha. Cao lên là 6,5 nha quý vị. Mời quý vị xem. Một đôi dĩa và một đôi tách nha. Em xin giao lưu quý vị với giá là 1 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Mặt dĩa là 15,5 nha. Về thì chân đề co, chân đề co chơi tiêu bản, sử dụng đồ là ngon lành nha quý vị. Xài tốt nha. Đây mời quý vị xem. Một đôi nha. Rồi bây giờ em mời quý vị xem một cái bàn ủi tàu nha. Đây mời quý vị xem. Phần này là bằng đồng hết nha quý vị. Đây, em có sử dụng thêm một cục 500 để em làm cho quý vị xem. Đây, hoàn toàn là bằng đồng xưa nha. Còn này là bằng sắt hít nha. Đây, mời quý vị xem. Cái bàn ủi tàu này thì em xin giao lưu quý vị với giá là 2.200.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Ngang là 14 nha quý vị. Chiều ngang của mặt bàn ủi là 14 nha. Và độ dài từ cái mặt cho tới cái cán là 19,5 và đo tới cái cán cây sau lưng luôn là 30 nha quý vị. Ở chính giữa thì người ta đã che một cái đinh cho cái bàn ủi nó chắc chắn nha. Đây, mời quý vị xem mặt dưới nha. Dạ, cái này về vô than này vẫn ủi ngon lành anh. Dạ, trong mấy cái bộ phim mà lúc xưa thì em coi thì người ta vẫn sử dụng, xài ngon lành. Đường kính của cái phần đế ở dưới là 10,5 nha quý vị. Đây, phần cái mặt ủi nha, 10,5. Đây mời quý vị xem. Những cái bàn ủi này thì nó đã đi vào huyền thoại rồi nha quý vị. Và bây giờ thì em mời quý vị xem một cái cặp bình tùy bà. Đây, em bưng cái này ra cho anh quay kỹ lưỡng cho quý vị xem giùm em ha. Rồi, lành tích nha. Đây mời quý vị xem. Một cặp bình tùy bà này thì em xin giao lưu quý vị với giá là 4.200.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Đây, mời quý vị xem. Vẽ là cái tích là giống như là một cái ông tiên và có một con hạc sau lưng. Với ông này là một cái ông mà đi hái đào nha. Đây mời quý vị xem. Một cái bình tỳ bà này về thì quý vị chân bông đồ xài đồ ngon lành nha quý vị. Chơi tiêu bản đồ vẫn được nha. Chiều sâu vô của cái bình là 7,5 nha. Và ngang miệng bình là 10,5 nha quý vị. Cao lên là 45 nha quý vị. Cao 45 nha. Và phần cái bụng của cái bình tỳ bà này nó là 19 nha quý vị. Phần bụng là 19 nha. Rất to nha. Và cái độ sâu của cái bình là 11 nha quý vị. Độ sâu của cái bụng bình tỳ bà này là 11 nha. Bố trí là cúc dây là xung quanh hết nha. Còn ở trên hai cái đeo là hai chú lông nha quý vị. Hai con rồng nha, song lông nha. Đây em quay vòng vòng cho quý vị xem nha. Anh quay sát sát vô cho quý vị xem giùm em. Ở dưới thì có một khuôn 4 chữ nha quý vị. Một đôi bình tỳ bà dòng gốm tàu hàng không sâu tuổi nha quý vị. Em giao lưu quý vị với giá là 4.200.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Rồi bây giờ mình làm tiếp cái bình làm cái tu hú đi. Bây giờ mình quay tiếp cái tu hú rồi. Cái tích này là hình như là 5 con hùm hay là 6 con hùm nha quý vị. Hùm này cái dáng này thì nó cũng giống như con lân nha quý vị. Một cái tu hú tàu hàng không sâu tuổi nha. Nhưng mà làm cái bụng này là bụng thắt nha quý vị. Đây, mở vì xem bụng thắt nha. Cổ thì cổ to nha quý vị. Chiều cao của cái tu hú này là nó là 32 nha. Còn miệng là 3,5 nha quý vị. Miệng là 3,5. Cái chôn là 8,5 nha quý vị. Có mọc nha. Cái tu hú tàu này thì em xin giao lưu quý vị với giá là 950.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Tích này là tam hùm. 1, 2, 3, 4, 5. Hình như là 6 con hùm hay 5 con hùm nha quý vị. Cái này là con hùm chứ không phải con lân nha quý vị. Đây, mời quý vị xem. Rất đẹp nha quý vị. Bố trí này là đang mà ở trên những cái chòm mây nha.
một cái tàu hú tàu hàng không sâu tuổi. Em giao lưu quý vị với giá là 950.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Em có nói lộn giá thì quý vị cũng thông cảm giùm em nha quý vị. Tại vì cũng nhiều sản phẩm nên em nói thì cái giá nó cũng không có chính xác nên quý vị cũng thông cảm giùm em về mặt đó nha. Và bây giờ thì em mời quý vị xem một cái bình. Bình này thì vẫn là cái tích châu Âu nha quý vị. Đây, anh quay mấy cái khắc bông cho quý vị xem giùm em đi. Rất là lộng lẫy và đẹp nha. Bình này thì em xin giao lưu quý vị với giá là 2 triệu và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Ngang miệng bình là 14 nha quý vị. Và cao lên là 45 nha. Ngang quay này sang tới quay kia là nó là 29 nha quý vị. Một cái bình rất to nha. Đây, mời quý vị xem. Phần chân của nó là 18,5 nha. Đây. Em sẽ dỡ lên cho quý vị xem. Anh cứ quay từng thận cho quý vị xem giùm em nha. Một cái bình cúp dán châu Âu quá đẹp nha. Đây, mời quý vị xem. Rất đẹp nha quý vị. Rồi. Bây giờ thì em sẽ thanh lý cho quý vị dòng gốm Biên Hòa. Đây, anh quay giùm em đi. Em đếm từng cái cho quý vị xem. 3, 5, 8, 10 cái bình nha quý vị. 10 cái bình nha. Biên Hòa thì cũng có. Còn Sông Bé thì 1, 2 cái nha quý vị. 10 cái đều có tình trạng nha. Và quý vị chân tiêu bản hay là chơi đầy co đồ thì cũng rất đẹp ngon lành nha quý vị. Dạ, 10 cái thì em giao lưu với giá là 3.500.000, em bao phí ship cho quý vị luôn. Bây giờ là cái số 1 á, là cao lên á, là nó là 37. Cái số 2 á, thì nó là 39 nha. Cái số 3 thì nó là 42. Cái số 4 á, là nó là 38. 37. Và cái số 5. Số 5 nó là 37 nha. Đều có tình trạng nha quý vị. Và một cái cặp này thì thấp nhất thì nó là 26 nha. Rồi tới cái tiếp là cái này là 29. Và cái số 9 nó là 31. Và cái số 10 là nó là 37. Bây giờ thì em sẽ quay tường tận cho quý vị xem từng một cái bình nha. Từng cái bình cho tới 10 cái nha quý vị. Em giao lưu quý vị với giá là 3.500.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha. Tích là tích Nai Thọ Tiên nha. Là cái số 1. Cái số 2 thì nó là cái tích là Tứ Quý nha quý vị. Đây. Lục Giác Tứ Quý nha. Đây là cái số 2 nha. Và đây là cái số 3. Đây mời quý vị xem. Số 3 này là tích là Bát Tiên Du Sưng nha quý vị. Bát Tiên Du Sưng nha. Đây. Những dòng gốm này em nói là tuổi đời cũng đã mấy chục năm rồi nhé quý vị. Nên phải có độ hao mòn theo thời gian nha. Về quý vị chơi tiêu bản chân đề co rồi cũng rất đẹp nha. Đây là cái số 3 nha. Và đây là cái số 4 vẫn là cái tích là Bát Tiên Du Sưng nha. Này xin lỗi quý vị em nói lộn, tích này là Tam Đa nha. Phúc, Lộc và Thọ nha quý vị. Đây mời quý vị xem. Hoàn toàn là thủ công là khắc hết nha quý vị. Khắc thì mới đi men nha. Dòng gốm Biên Hòa nha. Đây là cái số 4 nha. Và đây là cái số 5. Đây, số 5 này là tích là Mai Lan Cúc Trúc nha vậy, 4 mùa nha. Đây, ở trên thì nó cũng có sờn nha. Và đây là số 6 và số 7. Một cái là tích là Sông Ngư và Búp Sen nha các bạn. Và cái số 8 là tích là Tùng Lộc nha. Đây mời quý vị xem. Cặp này thì em thấy là nó lành khoảng 90 mấy% nha quý vị. 3.500.000 là em bao ship cho quý vị luôn nha. Và đây là cái tiếp. Cái bình này là cái bình dán nhất lông nha. Men đồ rất là dày dặn nha quý vị. Lành tích nha. Cũng khoảng 90 mấy% độ đẹp nha. Và độ lành nha quý vị. Và đây là chắc cái này là cái số 8 nha. Em nói lộn nha quý vị, thông cảm cho em nha. Đây là cái số 9 nha. Đây là cái tích là cúc dây nha quý vị. Rồi cái số 9 nha. Còn đây là cái số 10. Đây là dòng gốm Sông Bé nha. Đây, dáng này là dáng giống như là cái mà bổ ô nha quý vị. Vẽ là một cái thành phố nha. Đây.
Đây là cái số 10. Em giao lưu quý vị với giá là 3.500.000 và em bao phí ship cho quý vị luôn nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã từ lâu nay xem và ủng hộ kênh Đồ Sư Mê Công. Xin chúc cho quý vị có một đời an lành, hạnh phúc, bình an, trường thọ và sức khỏe. Chân thành cảm ơn quý vị đã đăng ký kênh, xem kênh và ủng hộ kênh rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị với lại các bạn trong những video tiếp theo. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị với lại các bạn trong những video tiếp theo.